Ta cha khó. Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục học bài 23 từ với bài 8 quyển 1. Đầu tiên là từ mua. Hãy nghe và nhắc lại. Mãi. Mãi. Mua cái gì? Mãi sớm á? Mãi sớm á? Mua bia. Mãi phí chiều. 买啤酒。摸馒头。买馒头。买馒头。摸水条。买饺子。买饺子。还土 h ử h 西你买什么？ 你买什么？